Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sa Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm là 424 đường Nguyễn Văn Luông, khu vực phường 12, quận 6, gần dòng xoay Phú Lâm, gần chợ Phú Lâm, gần cấp mắt Phú Lâm ha. Hẻm 424 nằm kế bên dòng xoay Phú Lâm luôn nha anh chị. Đó, nằm cặp bên văn phòng công chứng số 7 ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở khu vực phường 12 của quận 6. Căn nhà nằm ở mặt tiền đường nhựa, ở hẻm thông từ 424 Nguyễn Văn Luông thông sang hẻm 995 đường Hồng Bàng. Căn nhà một trệt và hai lầu nha anh chị. Đó, một trệt và hai lầu ha. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Đây vị trí căn nhà của mình đây ha, hẻm nhựa nha, đường nhựa hết luôn nha anh chị. Đó, căn nhà này ha. Căn nhà có chiều ngang tới 5m lần nha anh chị. Căn nhà có chiều ngang tới 5m. Có sổ hồng riêng, được hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Và đây là mặt trước của căn nhà mình đây, và hẻm trước nhà của mình đây, hẻm nhựa ha. Hẻm thông qua đây là 995 đường Hồng Bàng nha, khu dân cư hiện hữu anh chị. Rồi ở bên ngoài thì mình có cái mái che nữa nha. Ở bên ngoài trước sân nhà mình có cái mái che. Hiềm nhà mình còn cao hơn so với đường. Đường là đường nhựa hết nha anh chị. Đó, đường là đường nhựa hết luôn. Thì ở ngoài trước này trụ ốp gạch cao ráo tới trên ha. Cửa thì sử dụng cửa sắt bốn cánh, ngang từ cái mí này ha qua bên đây là 5m, ngang 5m ha. Ở trên trụ ốp gạch cao ráo, có mái ngói che ở hai bên ha, và có cửa sổ, cửa ra ngoài ban công nè, rô gia của mình nè, ban công sắt, và ở trên một tầng ở trên nữa ha. Ở đây có khung sắt bảo vệ hết luôn. Hướng nhà của mình là hướng tây nam nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng tây nam ha. Ngang 5m và sâu vào là 4m nha anh chị. Ở nhà đúc nha, cầu thang đúc luôn. Hai lớp cửa nha, một bên ngoài là lớp cửa sắt bốn cánh, bên trong có một lớp cửa kéo ngang nữa nè. Đó, mình ở nhà mình kéo cái lớp cửa này ra thêm cho nó mát ha, mình khỏi đóng cái cửa sắt này. Ở bên trong này thì lót sàn gỗ nha. Cái này hiện tại là lót sàn gỗ nha anh chị. Đó, bên trong dụng ốp tường cao ráo lên tới 1,5m rồi. Đó, nhà đúc ở trên đóng la phong, xài đèn led, có đèn trang trí ở trên nữa nè. Ngang là 5m và sâu vào là 4m nha. Hướng nhà là hướng tây nam, gần trường Mạc Đĩnh Chi, gần chợ Phú Lâm, cấp mắt Phú Lâm, vòng xoay Phú Lâm nha anh chị. Ở gần gần văn phòng công chứng số 7 á. Không gian bếp nè. Đó, không gian bếp ha. Mặt bên trong thì chủ ốp gạch ha anh chị. Đó, bồn rửa, có mấy cái máng bằng inox nè. Anh chị mình cần về thì lăn xương nước, cải tạo sơ, lăn xương nước lại thôi. Đó, nhà thì chắc chắn ha anh chị. Đó, nhà thì chắc chắn. Trần nhà cũng cao ráo nữa ha. Nhà điện chính, nước chính, sổ hồng riêng nha anh chị. Sổ hồng riêng, một trệt và hai lầu. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 2.380 ha. 2.380. Đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì liên lạc với Nhân ha, để Nhân mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc thêm ha. Ở qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Đây là không gian nhà vệ sinh, ở trên cũng đóng la phong ha, có khung sắt bảo vệ, tường ốp cao ráo hết, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha, xài đồ inox hết nè. Đó, cửa nhà vệ sinh cửa nhôm, hai lớp cửa nha, hai lớp cửa. Rồi cho anh chị mình xem cái không gian phía trước nhà của mình nè. Đó, xe hơi chạy vào tới nơi nha, xe hơi vào chạy tới nơi. Đường nhựa nha, hẻm thông từ 995 đường Hồng Bàng thông sang 424 đường Nguyễn Văn Luông nha anh chị. Ở cầu thang cũng là cầu thang đúc, tay vịn inox. Ở mặt bên thì có khung sắt bảo vệ ha. Ở trần nhà cao ráo, nhà đúc hết. Ngay chân cầu thang thì cũng có cửa sổ. Đây mình đóng la phong nè. Đó, mình đóng la phong nha. Ở trên đây đúc nè. Đó, không? Đúc ha. Cầu thang cũng đúc luôn, mặt đi bằng đá hoa cương nha. Rồi lên trên đây. Một phòng ngủ ở trên này. Ở đây có cửa lùa ngang qua, mình còn khoảng hở nè. Ở khoảng hở khoảng 3 tấc thì mình mở đây ra. Có khung sắt bảo vệ nè, thì mở ra cho gió lùa vào cho nó mát, lấy cái giếng không khí bên ngoài ha. Hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Ở trên đây thì
Cũng được đóng la phong nha, xài đèn led nè, đóng la phong giật tầng đó luôn. Hướng nhà của mình là hướng tây nam nha anh chị, và nhân xin xác lại là giá là 2 tỷ 380. Căn nhà nằm ở mặt tiền đường nhựa, hẻm thông từ 424 đường Nguyễn Văn Luông, thông sang 995 đường Hồng Bàng. Địa chỉ căn nhà mình là 424/78/11 đường Nguyễn Văn Luông nha anh chị. Ở đây là khu vực của phường 12 quận 6 anh chị. Đây là phường 12 quận 6, ngay vòng xoay Phú Lâm luôn, gần cấp mắt Phú Lâm, chợ Phú Lâm, trường Mạc Đình Chi, chung cư Him Lam Chợ Lớn. Rồi cầu thang lên tầng trên là cầu thang gỗ, có khung sắt bảo vệ ngay chỗ cửa sổ, ở trước nhà, trước nhà có mái ngói. Và vị trí bên đây thì chủ có làm cho anh chị mình ốp tường cao lên tới trên, điện là điện âm tường ha, điện âm tường, bồn rửa tay bên ngoài sạch sẽ ha. Đó. Còn ở nhà vệ sinh ở trên đây có nhà vệ sinh phía trên, các thiết bị nhà vệ sinh cũng đầy đủ ha, nó có khung sắt bảo vệ luôn. Cửa thì sử dụng cửa lùa nha anh chị, à, cửa thì sử dụng cửa lùa. Nếu thấy phù hợp với bất động sản này, chỉ có phân khúc 2 tỷ 380, đó, một trệt và hai lầu, hai phòng ngủ ha. Nhà có sổ hồng riêng, khu dân cư hiện hữu nha, sổ hồng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên. Thì anh chị mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại 0922 39 39 39 ha. Rồi đi ra cái ban công cho anh chị mình xem nha. Cửa sắt ha, cửa sắt nè, ban công mở ra. Ở đây khung sắt cũng cao ráo nha. Đây có cái mái ngói nữa nè. Đó, đây có mái ngói. Đường mình là đường nhựa nha anh chị. Đó, đường mình đường nhựa, ở đây có mái che. Đường nhựa. Ở bên đây thì mình thông ra hẻm 995 đường Hồng Bàng. Đây là hẳn là 995 đường Hồng Bàng. Đó, còn vị trí mé bên đây thì là đường 424 đường ở đây là 424 đường Nguyễn Văn Luông, ngay vòng xoay Phú Lâm á anh chị, ngay vị trí vòng xoay Phú Lâm luôn nha. Đó, khu dân cư hiện hữu hết luôn, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha anh chị. Đó, hẻm đẹp ha, hẻm đẹp, hẻm xe hơi chạy vào đậu trước cửa nhà luôn. Phân khúc chỉ có hơn 2 tỷ tí xíu thôi. Hướng nhà là hướng tây nam nha anh chị. Đó, mình nhân xin nhắc lại cái vị trí của căn nhà mình ha, gần ngay phòng công chứng số 7 á, mua bán hình ký công chứng sang tên ha, ngay phòng công chứng số 7. Rồi gần trường Mạc Đình Chi, gần vòng xoay Phú Lâm, cấp mắt Phú Lâm, chợ Phú Lâm, chung cư Him Lam Chợ Lớn ha. Đó, trường Nguyễn Tất Thành. Rồi đây phòng trên tầng 2 nha, đây không hai tầng 2, cửa là cửa nhôm, dán kính mờ cho anh chị mình hết. Nhà mình cao ráo nên có mở cửa sổ và cũng có khung sắt bảo vệ. Ở đây thì có cái tủ luôn nè, đây có cái tủ ngay vị trí ở trên tầng 2. Ở trên cũng đóng la phong, xài đèn led hỗ trợ thêm cái đèn tiếp dài 1m2 nữa. Gạch thì cũng còn mới, viền gạch thì chủ cũng dán cao lên khoảng 2 tấc để cho anh chị mình lau chùi quét dọn cho nó dễ, không có dơ. Đó, nhà mình cao ráo ha, sạch sẽ. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Và quan trọng nhất mình có chỗ để mình phơi đồ nè. Cửa nhôm ha, khung sắt bảo vệ trên này, giặt giũ phơi đồ trên này. Trên đây cũng làm khung sắt viền hết. Đó, mái che phía trước ở trên cũng đóng la phong. À, bồn nước nằm trên đây. Đó, máy giặt đồ, đường nước xả đồ đầy đủ đây ha. Ở đây có khung sắt kiên cố, có cái chìa khóa mở đây ha. Khung sắt nè. Rồi giặt giũ trên đây có sàn nước luôn. Hướng nhà mình nhưng xin nhắc lại là hướng tây nha, tây nam chứ. Nè đây là cái máy giặt nè, điện nè để đây ha. Đó, bồn nước nằm trên này. 2 tỷ 380 nha. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó, nhà mình ở trên không gian tầng 2 nha. Ngoài trước đây khung sắt bảo vệ, giặt giũ phơi đồ trước này ha, yên tâm rồi ha. Đó, một trệt và hai lầu, với chiều ngang là 5m và chiều sâu vào là 4m ha. Hướng nhà là hướng tây nam, hai phòng ngủ lớn và hai nhà vệ sinh, sân phía trước để phơi đồ. Địa chỉ là
424 nha chị, 424 đó, 424 xẹt 78 xẹt 11 đường Nguyễn Văn Luôn nha anh chị, đường Nguyễn Văn Luôn khu vực phường 12 của quận 6 đó. Không gian tầng 2 là cầu thang gỗ nha, rồi không gian tầng 1 là cầu thang đúc, cầu thang gỗ ha. Rồi đây đó, phòng ngủ này phòng cũng mở thì anh chị mình về có thể là làm cái vách nhanh lên này cao lên ha, và mở cái cửa hoặc là mình chừa cái đường đi cầu thang này nhỏ nhỏ hay gì đó, đó tùy theo mình sử dụng nha. Một căn nhà nằm ở mặt tiền đường nhựa 6m, xe 7 chỗ 5 chỗ chạy vào tới nơi nha. Đó, một trệt và hai lầu với chiều ngang là 5m gần nha anh chị, chiều ngang tới 5m và chiều sâu vào tới là được tới 4m. Đó, 5x4 nha, 5x4. Hướng nhà là hướng Tây Nam, sổ hồng riêng được hoàn công. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, khu vực xây dựng nhà cao tầng ngay hẻm 424 đường Nguyễn Văn Luôn, không gian 995 đường Hồng Bàng. Đó, cao ráo sạch sẽ ha. Đó, trần nhà cũng cao ha, hai lớp cửa luôn. Rồi đây đường nhựa trước nhà ha, đường nhựa trước nhà nha. Xe 7 chỗ chạy vào tới nơi đậu trước cửa nhà ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Đó, khu dân cư hiện hữu nè. Xây dựng nhà cao tầng ha. Nếu thấy phù hợp với căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất luôn. Rồi hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nhân nha. Nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau.